Nam mô tất cả các Phật tử chúng ta ngồi xuống. Bữa nay thì thầy triển khai về cái ý nghĩa mà đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta. Thì có nhiều Phật tử mình sinh hoạt ở trong đạo tràng, mình thọ pháp y, mình tu lâu nhưng mà không nắm được cái yếu chỉ của pháp môn của mình, thì cái kết quả của mình nó không có. Tại vì ở trong Kinh Pháp Hoa thì từ ở bên Ấn Độ, Bồ Tát Long Thọ mới sử dụng được cái Kinh Pháp Hoa này. Và Ngài Long Thọ đó, thì Ngài mới nói là đây là một cái pháp môn mà cao thượng, cho nên cái người thường là khó có thể thực hiện được. Ví như là cái trường hợp là lấy cái chất độc mà làm thuốc cứu người đó, thì đây là cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa mình. Lấy cái chất độc mà làm thuốc cứu người, thì ngày xưa người ta chưa biết cái này, nhưng mà ngày nay đó thì thầy nói là những cái chất độc mà cứu người được đó là gì? Đây mình gọi là thuốc trụ sinh, phải không? Thuốc trụ sinh là đây là thuốc độc, phải không? Hay là những cái khác mình thấy nữa là như trường hợp mình độc rắn chẳng hạn, đây là độc. Nhưng mà biết sử dụng á, thì độc biến thành thuốc. Còn ngược trở lại đó, mà không biết sử dụng á, thì thuốc vẫn biến thành độc. Cái quan trọng nhất là cái chỗ này, tức là sử dụng được cái pháp của Đức Phật cho đúng, thì lúc bây giờ đó, cái chất độc cũng có thể làm thuốc được. Nhưng mà không biết thì uống lầm thuốc, thì người ta gọi đó là ngộ độc hay là trúng độc. Nên thầy nói là cái trường hợp đó là cái chất bổ, phải không? Nhưng mà mình cho một cái người mà mình cảm uống vô đó, thì cái này có thể dễ chết như không. Tại vì trong cái lúc đó, mình cho thuốc bổ vô thì cái người này đó, nó sẽ bệnh, nó tăng thêm nặng và chết. Cho nên trong lúc đó là nó cần sử dụng một thuốc khác. Giống như là cảm thì bây giờ mình chỉ cần uống mấy viên thuốc cảm mình hết rồi. Nhưng mà mình lấy sâm mình uống đi, thì cái này là coi như hỏng. Cho nên trên bước đường tu đó, cái quan trọng nhất là sử dụng đúng thuốc hay là đúng pháp môn thì có kết quả. Tại vì người tu đó mà không đúng pháp môn đó, thì phần nhiều đó là kết quả nó hay ngược lại. Cho nên cái chỗ này đó, cái Kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái phước nó lớn, nhưng mà sử dụng đúng thì lớn lắm, nhưng mà sử dụng sai thì cũng rất nguy hiểm. Thì tất cả các Phật tử chúng ta nên để ý chỗ này một chút. Thì từ Ngài Long Thọ Bồ Tát á, thì sử dụng được cái cốt lõi của Kinh Pháp Hoa, mà cái đó ta gọi là bổn môn, tức là cái gốc của nó cao nhất. Nhưng mà sau Ngài Long Thọ thì người ta không làm cái này được, cho nên tới Thế Thân Bồ Tát ấy, thì Ngài đưa ra cái Pháp Hoa Tịnh Độ, tức là tu Pháp Hoa nhưng mà nương về Tịnh Độ. Nương về Tịnh Độ thì đây tất cả các Phật tử chúng ta biết rồi đó, là thường ở đây chúng ta dùng cái pháp môn niệm Phật, dùng cái pháp môn niệm Phật để vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Tức là đây pháp môn ta
coi như là dễ tu. Nhưng mà pháp môn niệm Phật hay là pháp môn tịnh độ đó thì sẽ gì? Cái này là phương tiện của kinh Pháp Hoa. Chứ mình nói là cái pháp môn tịnh độ hay là pháp môn niệm Phật á, là không phải Pháp Hoa thì cái này mình sai. Mình hiểu sai. Cho nên á, đây là phương tiện của Đức Phật. Tức là phương tiện của Đức Phật đưa ra cái pháp này là tại vì ta không sử dụng được cái chỗ mà cao nhất này nữa, thì bây giờ phải đưa ra một cái khác để chúng ta sử dụng. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa ta chia làm hai ra, ta gọi là bổn môn Pháp Hoa và tích môn Pháp Hoa, hay là phương tiện môn và chân thật môn. Đây, có hai cánh cửa để đi vào này. Thành cái cánh cửa chân thật là đúng nhất, tức là cốt lõi của nó, nhưng mà vì sử dụng được cho nên bây giờ phải đi vào cánh cửa phương tiện, tức là bằng cái phương tiện để đi vào. Đấy. Cho nên khi mà truyền sang Trung Quốc thì bây giờ có một cái vị tổ mà ta gọi là tổ Thiên Thai hay là tổ Pháp Hoa, thì đó là Ngài Trí Giả Đại Sư. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư mới triển khai ra cái pháp môn phương tiện này. Cho nên Ngài lấy cái phẩm phương tiện trong kinh Pháp Hoa đó là làm chuẩn để mà Ngài thuyết giảng, Ngài dạy cho người ta tu hành. Dạy cho người ta tu hành cái này. Nhưng mà khi truyền sang Nhật Bản thì Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì Ngài lại đi về cái vấn đề bổn môn. Đi về cái bổn môn này. Cho nên khi mà Thầy nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa thì cái trường hợp này Thầy nghiên cứu suốt từ Ấn Độ rồi sang Trung Quốc rồi sang Nhật Bản. Rồi Thầy ứng dụng ở trong cuộc sống của mình. Thì lúc bây giờ Thầy mới thấy áp dụng cái pháp này thì coi như là cái pháp mà cốt lõi của Đạo Phật. Thì từ cái chỗ đó mà Thầy mới lập ra cái Đạo Tràng Pháp Hoa. Thì Đạo Tràng Pháp Hoa ở Việt Nam chúng ta này thành lập đó, thì cái này thì căn cứ theo cái Pháp Hoa Ấn Độ, Pháp Hoa Trung Quốc và Pháp Hoa Nhật Bản để mà xây dựng một cái Pháp Hoa của Việt Nam chúng ta. Thì cái này nó là mình theo Nhật Bản cũng không phải. Thành mình theo Nhật Bản không phải là theo Nhật Bản, hay mình theo Tàu không phải. Nhưng mà mình có một cái là tham khảo tất cả những cái pháp môn thực tập của những người đi trước mình, để rồi từ đó mà mình tìm ra một cái cách đó mà mình sinh hoạt để làm sao cho có kết quả. Tại vì cái mục tiêu của chúng ta đây đó là tu phải có kết quả, chứ không phải đi theo. Một số người đó là người ta tu hành phần nhiều hay nghe nói cái gì tốt đó thì người ta đi. Rồi đó, từ một cái pháp môn này tu xong rồi đó, nghe nói cái khác tốt hơn thì ta bỏ cái này, ta chạy theo cái kia. Rồi ta tu một thời gian, có người khác nói cái khác tốt hơn nữa đó, thì lúc bây giờ ta bỏ cái đó, ta chạy đi nữa. Mà như vậy đó thì chúng ta tu suốt đời chúng ta chạy hết cả một cuộc đời chúng ta nữa. Đây ta gọi là cùng niên bung tẩu vô phong trận. Tức là chúng ta chạy cho tới khi mà tới cái cửa mồ, phải không? Mà chúng ta không được cái gì hết. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên không đi theo con đường đó. Mà chúng ta chuyên, ta chọn một cái pháp mà thích hợp với mình rồi đó, mình cố gắng thực tập, mà thực tập cho có kết quả. Thì đây thì căn cứ những người đi trước mà họ có kết quả, cho nên từ chỗ đó Thầy chọn ra để mà thực tập. Và chính Thầy thực tập có kết quả, cho nên Thầy mới đem cái này ra giảng dạy cho tất cả các Phật tử. Thì bữa nay đó Thầy mới triển khai cái cốt lõi của Kinh Pháp Hoa, ta gọi là bổn môn. Lâu nay thì thường thường thì nói là bổn môn Pháp Hoa, nhưng mà vì thấy các Phật tử chúng ta khó hiểu, không thực tập được, cho nên phần lớn là Thầy triển khai về cái mặt tích môn nhiều hơn, tức là mặt phương tiện nhiều hơn. Mà cái mặt cốt lõi Thầy không bao giờ nói. Nhưng mà cái cốt lõi này, cái đó là cái thực tập của Thầy. Cho nên một số các Phật tử thấy
Thầy tu hành á, rất là đơn giản mà sao cái việc nào thầy làm cũng dễ hết, phải không? Cái này là tu ở trên cái bổn môn, cái cốt lõi nó thì cái chỗ này nó như vậy đó. Tức là nó vượt ra ngoài cái hiểu biết của con người, mà nó vượt ra ngoài cái lưới của ma, phải không? Cho nên nó không phá mình được. Đây là trên bước đường tu đó, khó nhất. Nhưng mà dạy cho mọi người đó thì cái này không dạy được. Cho nên nói cách nào đó, đó thì thầy á, thực tập thiền quán, thầy tu chứ, tu thiền chứ. Nhưng mà các vị hỏi tại sao thầy không dạy thiền? Thầy không dạy. Tại vì cái chỗ này thầy thấy dạy không được. Chưa có cái người nào có thể sử dụng cái này được thì không dạy. Đây là trên bước đường tu nó quan trọng nhất. Sợ người ta nhầm thuốc độc, uống làm thuốc độc. Cho nên cái người tu đó, nhưng mà bây giờ cái căn tánh như thế, cái nghiệp như thế, mà bây giờ cho họ tu cái pháp như vậy đó thì họ sẽ thành ma rồi mất rồi. Thành ra chưa gì hết nhưng mà tu thì trở thành bệnh trước đi. Cho nên cái trường hợp mà tu á, muốn tu thiền là sao? Thành ra chuyện đầu tiên đó, Ngài Thiên Thai mới dạy chúng ta đó, là phải rèn luyện cho mình có một cái cơ thể khỏe mạnh và chịu đựng được nên mới nghĩ tới cái vấn đề thiền. Còn ốm đau, bệnh hoạn rồi phiền não đủ thứ hết, nhưng mà đi vô thiền thì sao? Tức là chúng ta sẽ vào trong cảnh giới ma dễ lắm. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chúng ta phải thực tập cái pháp khác mà để cho ma không phá chúng ta được. Nên thầy nói bây giờ nếu mình tụng kinh, mình lại Phật á, thì cái này nó thiệt ra nó là phương tiện. Nhưng mà chính mình làm cái này đó thì cái cố gắng của mình là gì? Tức là mình sống với cái thực tế của mình. Mình không đi vô ảo giác. Cho nên không đi vô ảo giác, không vào tham vọng đó, thì ma không dẫn mình đi được. Đây là trên bước đường tu đó. Nhưng mà cái khi đó mà mình đạt được đó, tới một cái mức nào đó, thì bây giờ đó, Đức Phật nó bây giờ bỏ phương tiện để đi về chân thật. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa đó, chúng ta thấy ba lần mà Ngài Xá Lợi Phất thỉnh Đức Phật nên nói kinh Pháp Hoa, mà ba lần Đức Phật từ chối, không? Ta gọi là tam thỉnh và tam chỉ. Ba lần Ngài thỉnh mà ba lần Đức Phật ngăn, nó không nói, nó không nói nữa. Đây là cái gì? Tức lần thứ nhất Ngài Xá Lợi Phất thỉnh Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Thì khi mà thỉnh thì Ngài Xá Lợi Phất nói ở trong chúng đây nó có nhiều người mà học rộng nghe nhiều, lý luận giỏi, cho nên họ có thể hiểu được và có thể sử dụng được. Đức Phật nói thôi cái này nguy hiểm lắm. Cho nên chỗ này để chúng ta biết. Cho nên có nhiều người mà nói là rất hay, rất giỏi, nhưng mà khi thực tập thì trường hợp này rơi vô chỗ sai lầm. Cho nên ở Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói cái này, tà sư thuyết pháp. Cái tà sư thuyết pháp cái này rất quan trọng. Thành nói nghe hay, giỏi, cho nên rơi vô trong cái hàng mà gọi là thế trí biện thông, tức là nói rất giỏi, rất hay, nhưng mà mình theo họ mình chết rồi. Cuối cùng được cái gì? Đây là trên cái bước đường tu hành của mình ấy. Cho nên Đức Phật nói cái người như vậy không cần nói nữa, mà cũng không nên nói với họ đâu. Thì cái trường hợp đó, một cái vị thiền sư khác á, thì lúc bây giờ có một người đó học giỏi, nổi tiếng, tới hỏi đạo Ngài. Ngài chế bình trà đó, Ngài mời uống, uống trà. Rồi á, uống trà xong rồi đó, cái ông này đó tiếp tục hỏi nữa, Ngài chế thêm một ấm nữa, Ngài mời cụ uống trà, phải không?
Tức là không bao giờ nói, không bao giờ chỉ, không bao giờ dạy thiền. Nói Ngài nổi tiếng là thiền sư, Ngài đắc đạo, đắc thiền. Cho nên bây giờ tôi muốn tới cầu học với Ngài. Mà Ngài không dạy gì hết, Ngài rót mà uống trà. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Đây, người học rộng này, Đức Phật nó không nên nói. Thì nói tới đây, Thầy nhớ lại, vào khoảng độ chừng 50 năm về trước, lúc đó Thầy còn theo học với Hòa Thượng Trí Tịnh. Thì bây giờ đó, cụ Mai Thọ Truyền là một nhà nghiên cứu, một học giả rất giỏi. Thành ra cụ là viết được cái bộ Kinh Pháp Hoa Quyền Nghĩa mà bằng tiếng Việt đầu tiên đó. Các Phật tử có ai đọc không thì biết. Cái này là vào khoảng 40-50 năm về trước là cụ đã viết được cuốn sách này. Cụ đã giảng Kinh Pháp Hoa tại chùa Xá Lợi rồi, lúc đó Thầy còn nhỏ. Nhưng mà bây giờ đó, cụ mới lên Hòa Thượng Trí Tịnh, nói là Hòa Thượng dịch Kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng giảng Kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng thuộc lòng Kinh Pháp Hoa, cho nên tôi muốn lãnh hội Hòa Thượng một số ý để viết Kinh Pháp Hoa này. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh cũng bắt chước cái ông thiền sư mà Thầy nói hôm nay, cũng rót trà ra mời cụ uống. Rồi tới ba lần cụ đều hỏi, thì thôi Hòa Thượng cười rồi Hòa Thượng bỏ đi vô thiền thất, không nói nữa, không tiếp nữa. Cái chỗ này là sao? Thế nên Hòa Thượng nói với Thầy đó, giảng Kinh Pháp Hoa đó là giảng cái gì? Là tại vì Đức Phật có ba lần mà Ngài Xá Lợi Phất thỉnh mà Đức Phật không nói. Cho nên bây giờ một học giả tới mà thỉnh Đức, thỉnh Hòa Thượng Trí Tịnh ba lần, Hòa Thượng vẫn không nói, phải không? Cho nên học Pháp Hoa hay học thiền, ta học cái này. Cái việc mà quan trọng nhất là chỗ này, không nên nói, chưa đúng lúc để nói, chưa gặp cái người mà đáng nói, cho nên này không nói. Nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là ví như hoa linh thoại đúng thời mới nở, chứ không phải là lúc nào cũng có loại hoa này đâu. Thành ra Kinh Pháp Hoa này cũng vậy. Mà bây giờ nếu không nói thì cái này làm sao? Ai biết đâu mà tu. Cho nên bây giờ Đức Phật mới mở cái phương tiện ra. Chúng ta hiểu là cái lần thứ hai đó, Ngài Xá Lợi Phất thỉnh nữa, thỉnh Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa, Đức Phật lại từ chối nữa. Thì cái lần thứ hai này đó, Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất hỏi sao? Thành ra Ngài Xá Lợi Phất nói là những cái người mà có trình độ hiểu biết cỡ như Ngài Xá Lợi Phất, họ có thể nghe được, có thể tin được. Cho nên Đức Phật nó thôi cũng không nên nói nữa ông à. Cái này Đức Phật cũng từ chối luôn, cũng không nói. Tới cái lần thứ ba nữa, Ngài mới nhận ra được, Ngài mới nói ở trong hội này đó, có những người là nhiều đời đã đi theo Phật nghe Pháp rồi, người đó có thể nghe và tin được. Thì Đức Phật mới nói đi, ông đã ba lần thỉnh ta, chẳng lẽ là không nói, phải không? Cho nên bây giờ ta mới nói đây. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy đó, thì ở trong cái chúng hội đạo tràng đó, có 5.000 người bỏ đi ra, không nghe nữa, không nghe Pháp nữa. Các vị thấy chỗ này. Mà ở trong Kinh Pháp Hoa thường thường ta hay nói là ngũ thiên thoái tịch, tức là 5.000 người bỏ đi ra này, bỏ không chứ. Cho nên ta nói chỗ này Pháp Hoa khó tu là chỗ đó. Rồi khi mà nói khó đó, thì nhiều người nghe nói khó quá không dám tu, sợ. Nghe nó tu Kinh Pháp Hoa nghiệp nó đổ ra, nó khảo, nó sợ. Thì cái này cũng sai. Nhưng mà người như ta nào thì tu được. Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy. Thành ra căn cứ trên cái lần thỉnh thứ ba này đó,
Cho nên Đức Phật nói là những cái người đó mà đời đời đã trồng căn lành ở Phật Pháp rồi, đã trồng căn lành ở Phật Pháp rồi, cho nên người đó có thể nghe được. Thế nên người học giỏi cũng không nghe được. Người đắc quả A-la-hán mà rớt qua chấp pháp tiểu thừa cũng không nghe được. Nhưng mà người đời đời theo Phật nghe Pháp thì người đó nghe được. Cho nên có những người tu theo kinh Pháp Hoa là không học giỏi, không đắc đạo, nhưng mà vẫn tu được. Thì tất cả các Phật tử tự nghiệm này mình thấy mình tu được chứ. Người tu được là sao? Cái người đã cảm thấy mình được Đức Phật hộ niệm cho mình. Mà nói rõ là Đức Phật phò hộ cho mình, Đức Phật che chở cho mình. Cho nên ở trong mọi hoàn cảnh mình thấy thấy bình an. Mình thấy bình an đấy. Cái người có cái niềm tin như vậy đó và cảm nhận được điều đó đó, thì Đức Phật nó đã có trồng căn lành. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đều có quy y rồi, có tu rồi, phải không? Có tụng kinh rồi, có lại Phật rồi. Nhưng mà coi chừng chưa trồng căn lành ở ở các Đức Phật trong quá khứ, cho nên chúng ta tu vẫn không có kết quả. Cho nên những người đó, đó họ tu hết cái đạo tràng này tới đạo tràng khác, họ đi hết chùa này tới chùa khác, nhưng mà kết quả là sao? Nhiều chuyện, nhiều chuyện không đâu chấp nhận được hết đó. Ai thấy sợ hết đó. Thì như vậy là ra rơi vô trong cái thế giới ác ma rồi, này rất nguy hiểm. Đó, thành ra còn một cái người đó mà chúng ta thấy nó không bao giờ tu, phải không? Thầy nói đó là cụ Võ Văn Kiệt đó, khi mà còn sống ấy, cụ nói cái này. Thành ra ông này đâu có tu, ông này là nhà cách mạng, ông này là cộng sản mà, này sự thật chứ. Ta đâu nói ông đó tu, phải không? Ta nói tu là thầy tu, các Phật tử này tu này, này. Chứ không Võ Văn Kiệt mà cộng sản mà tu gì. Nhưng mà lúc đó, đó thầy nói ông Võ Văn Kiệt tu. Tại sao vậy? Là ông này có cái niềm tin ở Đức Phật. Ta nói ông nói một câu đó, mà khi ông làm thủ tướng đó, ông nói với mấy thầy, có các hòa thượng nữa, không phải riêng mình thầy đâu. Tôi mà còn sống được tới ngày nay gặp mấy thầy đó là cũng nhờ Phật thôi. Cho nên thầy nói cái ông này đó tin ở Đức Phật và ông nhận được cái sự che chở của Đức Phật. Tại ông làm cách mạng mà giữa cái sống với cái chết gần nhau quá, nhưng mà không chết mà sống được. Đấy là đó, cái người đó có trồng căn lành ở Phật trong quá khứ, nhưng tự nhiên họ tin cái này. Mà những người đi làm cách mạng á, những người đi làm cách mạng họ không phải là theo đạo Phật mình, nhưng mà thầy nói những người này có căn lành cho nên họ tin. Còn những người mà không có căn lành, không có niềm tin ở Đức Phật á, thì cái này á, sống chết là chuyện nó khác rồi. Mà những người còn sống được á, sau hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đó, mà họ gặp lại thầy đó, họ đều nói cái này giống nhau. Thầy nói à, như vậy đó, các anh không phải là Phật tử, nhưng mà các anh tin được Đức Phật như vậy thì thầy coi như các anh là Phật tử đó, theo cái tinh thần Kinh Pháp Hoa. Thầy có niềm tin tại vì chính thầy cũng nhờ cái đó. Thành ra thầy cũng nhờ cái niềm tin đó mà thầy dấn thân. Rồi từ cái chỗ niềm tin đó mà nó dẫn mình đi vào đạo, từ cái niềm tin đó mà nó dẫn mình đi hành Bồ Tát đạo, cho nên kết quả mình khác. Nên ở trường hợp tu thì nó ai cũng tu, phải không? Ai cũng tu hết. Cư sĩ cũng tu, mà tu sĩ cũng tu. Nhưng mà ta nhìn kỹ rồi ta thấy có ai giống ai không? Cho nên cái chỗ này là quan trọng nhất. Cho nên chỗ này là cái thứ ba. Cái người mà có trồng căn lành ở các Đức Phật rồi đó,
thì cái này tự sâu kín ở trong lòng mình á, nó thúc giục mình phải đi, phải làm, và mình tin vậy thôi. Còn những người khác á, thì Ngài Trí Giả Đại Sư gọi là kết duyên, tức là thấy người ta đi chùa mình bắt chước đi, phải không? Thành ra thấy người ta đi chùa mình bắt chước đi, rồi bạn nó rủ mình quy y thôi, mình cũng quy, phải không? Nhưng mà thiệt ra đó thì ở trong lòng mình đó, nó chưa dứt khoát, chưa có niềm tin thực sự, cho nên cái kết quả không có. Nên Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng nói cái ý này, cho nên niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức, cho nên niềm tin là mẹ sanh ra các đức Phật. Cho nên người mà thiếu cái niềm tin này nữa thì họ có làm cái gì đi nữa, họ có tu cái gì đi nữa, cái này bảo là xây lầu đài trên cát nữa, hay là nấu cát để thành cơm, thì cái này không bao giờ có đâu. Mà nếu hay có cộng vô một chút tham vọng, đòi hỏi rồi không được đó, thì bực tức, thì cái này rõ ràng là con cháu của ác ma đó. Này, con cháu ác ma là gì? Ác ma đó, bảo rằng đó, bây giờ tôi không thể phá được Ngài, tức là Đức Phật đó, thì sao khi mà Ngài vào Niết Bàn rồi đó, thì tôi sẽ cho con cháu tôi phá, phá Phật, phá đệ tử của Đức Phật, không cho tu. Ta nói chỗ này nữa, thì cái trường hợp Đức Phật nó sao? Ta nói đó là cũng tốt thôi. Ta nói khi Đức Phật còn tại thế mà đang giảng kinh như vậy, mà 5.000 người bỏ đi, Đức Phật nói vậy cũng tốt thôi. Bây giờ ác ma xuất hiện tới, nó sau này, bây giờ tôi phá Ngài không được, nhưng mà sau này tôi sẽ phá Ngài, thì cái trường hợp này Đức Phật cũng nói cũng tốt thôi. Đây là trên bước đường tu, nếu quý vị nghĩ sao? Phật có khác hơn chúng ta, cho nên cái người mà hiểu được Phật á, thì cái này rất là khó, và áp dụng theo á, thì cái này khó hơn nữa. Cho nên á, phần lớn là chúng ta nương theo cái pháp môn phương tiện này, tức là Đức Phật nó là vô số phương tiện nhiều. Tại cái người như thế này thì dùng cái pháp này, người thế kia thì dùng pháp kia, tức là không giống nhau, để cho người ta tu cho nó có kết quả. Cái chính là tu có kết quả, không phải là pháp nào cao, pháp nào thấp hết. Thuốc không phải là thuốc nào hay, thuốc nào dở hết. Nhưng mà đúng bệnh là thuốc hay, mà sai bệnh là thuốc độc. Cho nên Đức Phật nói là cái người biết thì chất độc làm thuốc, mà người không biết thuốc biến thành độc. Nên cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này nó bảo là uống lầm thuốc độc, quý vị nhớ không? Cho nên những người này uống lầm thuốc độc nữa, tức là thuốc nhưng biến thành độc nữa. Đây là trên bước đường tu mình đó, là nhớ một cái điều Đức Phật căn dặn chúng ta đó, là cẩn thận đừng uống lầm thuốc độc, đừng để ngộ độc, đừng để trúng độc, thì cái này khó chữa. Đấy. Cho nên cái người mà ngộ độc trúng độc rồi sao? Tâm cuồng loạn, tâm mình cuồng loạn, mất niềm tin, cho nên lúc bây giờ nó ác ma bày ra cái gì mình theo hết đấy. Nên mình theo là mình đi vào con đường ma rồi. Đấy. Cái này nữa là ma nữa, nó nói sau này nó sẽ làm cái chuyện này, Đức Phật nó làm vậy cũng tốt thôi. Ta nói những người như thế ông dắt đi hết đi cũng tốt thôi, phải không? Cho nên thầy nói trong đạo tràng mình đây đó, mà cái hạng thứ nhất, cái hạng mà nhiều chuyện nữa, thôi ma dắt đi hết đi tốt thôi. Cái đám mà nhiều chuyện này bị dắt đi hết rồi đó, thì còn đạo tràng chúng ta yên tĩnh chứ. Nên Đức Phật mới nói là chỉ có hạt chắc, phải không? Không còn cành lá, không có hạt lép. Thế nên hạt lép thì cho ma dẫn đi, cành lá thì tỉa xuống cho sạch đi. Thế nên chúng ta chỉ còn có bông trái thôi. Đấy, đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Thế nên chúng ta đâu cần tập trung tới đông người. Tập trung tới đông người mà người không chuyên tu, không chịu tu đó, thì đôi khi ảnh hưởng xấu cho người khác.
Thế nên cái này là rõ ràng là con của ma rồi, phải không? Thế nên con của ma nó vô trong này nó mới quấy nhiễu, mới xách động những người này tu không được này. Thay vì ta tới chùa, ta ngồi để yên, để ta niệm Phật, ta nghe Pháp, ta tu hành, nó xách mình ra ngoài cái chỗ kia để nó nói hết chuyện này tới chuyện kia. Thành ra các Phật tử có nhận được cái này không? Thành ra đôi khi đó, thầy nhìn thầy thấy chứ. Thầy khi mà thầy thấy vậy đó, thầy nghĩ tới hai ông Kim Cang ở trên lầu, thầy nói thôi cho họ đi hết giùm nữa. Để nó ngồi đó làm chi vậy? Mấy ông ở đây làm gì? Thôi đưa mấy người đi giùm đi. Thành ra nói như là chơi nhưng mà thiệt. Rồi nó tự nhiên những người này xách áo lên đi, phải không? Xách áo đứng dậy đi. Đây là cái điểm mà quan trọng. Ta phải nhận ra được cái chỗ này ta tu. Cho nên nó tu về bổn môn là cái chỗ này. Nó có một cái khó mà nhận ra được ta gọi là ngộ. Và đồng thời tu cho có kết quả đó, thì cái này. Thì bây giờ đó, trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, cái này được coi như cốt lõi của Kinh Pháp Hoa, mà gọi là cốt lõi của bổn môn. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là Ngài ngộ cái chỗ này đó. Ngài giảng về cái này. Khi mà sang Nhật nghiên cứu đó là Thầy thực tập cái pháp này. Thì cái này đó, sống thì rất bình thường, nhưng mà cái việc làm của mình á, phải làm sao trở thành phi thường. Cái bổn môn là như thế. Tức là mọi người sống trên cuộc đời này, người ai cũng như ai hết. Nhưng mà làm sao đó, mình làm được những cái mà vượt lên trên cái con người này. Thì chỗ này là gì? Nhận được Phật hộ niệm. Cho nên Kinh Pháp Hoa đó, ta gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Tức là kinh này là Phật hộ niệm. Thế nên ông Võ Văn Kiệt mà ông nói là nhờ Phật ông mới sống được á, thì này là Phật hộ niệm ông chứ. Ông nhận ra được cái chỗ này chứ. Còn nhiều khi đó chúng ta tu đó mà chúng ta không nhận ra được chỗ này. Cho nên khi mà nhận ra được cái này rồi đó, thì khi mà giải phóng tới đó, thì cái trường hợp đó thầy ở chùa Ấn Quang ở yên vậy, thì ôm bộ kinh lên chùa thì tụng cách tỉnh bơ. Thế nên mấy thầy khác đó, lo tìm cách vượt biên, phải không? Trốn đi. Thế nên cái trường hợp đó mấy thầy đó, nói với thầy là chết tới nơi rồi mà thầy không sợ hả? Đây cái điểm quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì những người này không tin ở Đức Phật. Mặc dù đi tu rồi, mặc áo tu rồi, nhưng mà không tin ở Đức Phật hộ niệm cho mình. Mình lo chạy trốn đi. Thế nên mình lo mình chạy trốn thì thôi, phải không? Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa những người này đi cũng tốt thôi. Còn bây giờ đó thầy hạ quyết tâm ở lại để hoằng truyền Kinh Pháp Hoa này nữa, thì Đức Phật mới lấy y trùm cho, mới giữ cho mình được an toàn chứ. Các vị nghiệm xem. Thế nên mình có những cái đứa con mà cái đứa mà hy sinh á, thì thường thường mình quan tâm nhiều hơn, phải không? Còn mấy đứa chạy chỗ khác rồi, an lành rồi, cái này có cần để tâm nó không? Đấy. Cho nên thầy nhận ra được chỗ này. Ta nên nhận được Đức Phật hộ niệm rồi, mà nhận được Đức Phật hộ niệm mình có sợ không? Cho nên trên bước đường tu hành của mình á, thầy nói là được Đức Phật hộ niệm á, thì cái trường hợp này chết cũng không sao. Tại vì lúc đó tự nhiên thầy nghĩ trong lòng á, ta nên chết mà về Phật á, thì cũng nên chết chứ, phải không? Đó. Nên thầy nói với mấy thầy á, thầy nói giờ nếu hãy tới hồi chết thì chạy cũng chết. Nhưng mà thầy có mấy người bạn đó chạy vượt biên rồi chết chứ biển mất rồi, mất tích luôn rồi chết. Thầy nói chạy cũng chết, mà bây giờ không chết ở đây cũng không chết. Thầy Phật che chở mình tu mình có cái niềm tin này rồi, chắc chắn là Phật che chở mình. Nhưng mà tới ngày nay thì mới khẳng định được cái điều này. Thế nên từ đó đến nay làm được một số chuyện cho Phật giáo đó, thầy nói như vậy đó là Đức Phật che chở cho thầy để thầy làm cái này, chứ không phải thầy giỏi, không phải đâu. Các Phật tử nên nghiệm chỗ này.
Còn mình được một chút cái mình nghĩ chắc mình giỏi đây phải không? Thế nên nhiều người giỏi hơn chứ, nhưng mà chết. Còn được Phật che chở cho mình á, là không chết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên á, nhờ có cái niềm tin mà mình không chết. Mà cái niềm tin này ở đâu? Cho nên niềm tin này ở trong lòng của mình á. Cái niềm tin này nó ở sâu kín trong lòng mình á, tự nó khởi lên cái niềm tin như vậy thôi. Cho nên thầy đi tu, thầy cũng nhờ cái niềm tin đó đó. Cho nên tự nhiên ở trong lòng mình nghĩ tới Phật, mình muốn đi tìm Phật, phải không? Đây, cái niềm tin nó dẫn mình đi. Mà chính cái niềm tin này nó dẫn mình đi đó, đi theo cái niềm tin này của mình đó, theo Phật đó. Cho nên trên bước đường tu hành này đó, mình mới gặp được các bậc thiện tri thức. Cho nên gặp các bậc thiện tri thức chứ, gặp các bậc chân sư để họ hướng dẫn mình, họ giúp đỡ mình mà từng bước mình trưởng thành. Trên bước đường tu của thầy, thầy nói cái này. Hồi tưởng lại thấy này rất là rõ. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của mình, do cái niềm tin mà nó dẫn. Vì vậy mà Đức Phật nói là cái niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Tại vì nếu mà không có niềm tin đó là mình không dám làm. Mà không dám làm thì công đức không sanh. Không có niềm tin đó thì mình không hết lòng. Mình tu thì cái trường hợp này không có kết quả. Cho nên có những người đó, họ đi tu nhưng mà họ thiếu cái niềm tin này. Niềm tin này là niềm tin Phật, niềm tin Kinh Đại Thừa, cái niềm tin hành Bồ Tát Đạo. Thì đây là cái trường hợp đó, đó. Ngài Xá Lợi Phất đó, mới thưa với Đức Phật đó, có những người tu đắc thánh quả A-la-hán rồi chắc họ tin được. Đức Phật nó không có đâu, đắc thánh quả A-la-hán thì họ hướng về Niết Bàn chứ họ có chịu tu đâu. Tu này là tu gì? Tu Bồ Tát Đạo phải không? Đấy. Tu Đại Thừa nên. Ta nói đắc quả A-la-hán rồi nhưng mà không phát Bồ Đề Tâm, không hành Bồ Tát Đạo, không dám dấn thân, không hy sinh để cứu độ chúng sanh mà thích hưởng thụ, phải không? Ta nói cái thứ nhất là gì? Tức là hưởng thụ ở trong trong cái niết bàn của mình đó, tức là pháp tu chứng của mình đó. Cho nên trên bước đường tu nếu mà ai có thực tập và có kết quả nhận ra điều này, cho nên cái việc đầu tiên mà ta theo Phật nghe pháp rồi ta thực tập, ta có cái kết quả liền lập tức. Mà được cái kết quả đó thì ta ôm cái kết quả đó, ta giữ cái kết quả đó, ta sống với cái này đó, ta không dám đi nữa, phải không? Tới đây thôi. Cho nên khi mà thực tập, đầu tiên mình được cái gì trước nhất? Thành ra bây giờ mới vô tu cái thiền tứ niệm xứ thì liền chứng được cái ly sanh hỷ lạc rồi, phải không? Đây là cái pháp mà phương tiện mà Đức Phật dạy cho mình á. Thành ra pháp phương tiện này Đức Phật lấy của ông Kamala mà biến chế ra để dạy cho các hàng đệ tử mình cái pháp thiền này. Pháp thiền này. Thế nên tu chỉ cần nhiêu đó thôi thì đắc đạo rồi. Nhưng mà điều nói đó thì các vị thấy nghe thì dễ, nhưng mà thực tập cho được cái này không phải dễ đâu. Thế nên cái này pháp rất là đơn giản. Thế nên bây giờ đó, cái người đó mà tính hết chuyện này tới chuyện kia mà cả đời mình rong ruổi theo cuộc sống mà không có kết quả gì, khổ sở vô cùng, phải không? Nợ chồng chất lên nợ, nghiệp chồng chất lên nghiệp, không? Đấy. Cái người cảm cuộc đời mình làm thế này, bây giờ tới gặp Đức Phật á, Đức Phật nói thôi, đừng làm nữa, không? Bỏ đi, không? Cái này đó là ông cụ của thầy đó nói rồi. Ông cụ thầy nói cho thầy nghe chuyện này. Tại vì khi mà ông còn trẻ, ông còn nhiệt tình, còn muốn làm giàu, phải không? Tại vì nghĩ mình không thể thua người ta, không thể chấp nhận cái chuyện đó. Cho nên anh nhất định phấn đấu để làm giàu. Nhưng mà bây giờ nó làm giàu không được mà vỡ nợ, mà ngã bệnh. Các vị nghĩ sao? Tại thất bại đi.
làm thất bại đi. Thì khi mà ông thất bại như vậy, nợ nần chồng chất lên, mất ăn mất ngủ rồi nó ngã bệnh. Bây giờ nó vừa thiếu nợ mà vừa bệnh nữa, thì cái tâm nó sao rồi? Cho nên lúc bây giờ đó, tự nhiên còn chút căn lành đó, thì ông mới nói thôi, bây giờ đó, đưa ông về chùa, để có gì thì ông chết ở chùa. Ông cụ thầy nên đưa về chùa để chết ở chùa đi, tức là còn chút xíu niềm tin ở Đức Phật, tức là về chùa để nhờ Đức Phật che chở cho, và chết ở chùa cũng được chứ không muốn chết ở nhà nữa. Thì bây giờ nó mới đưa ông đi về chùa. Thế nên đưa ông đi về chùa đó, thì gặp hòa thượng trên chùa, gặp hòa thượng chùa, ông hòa thượng này ông cũng tu và ông cũng đắc đạo, cho nên á ông chỉ có một lời khuyên nhỏ thôi. Ông nói thôi bỏ hết đi con, phải không, bỏ hết đi, tức là nợ nần bỏ đi, vợ con bỏ đi, phải không, nhà cửa bỏ đi, các vị dám không? Tức là bỏ nhà cửa, bỏ vợ con, rồi bỏ nợ nần, bỏ hết xuống thì cái tâm nhẹ chứ. Thành nghe pháp tu tiểu thừa là đức nhỉ. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mà Phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, những người đức mỏng tội nặng không thể thấy xa, phải không? Ta phải thị hiện thân hình giống nó đây nè. Ta nên cái ông hòa thượng này là Phật hiện thân đây để chỉ cho ông này tu này, giống nó ở trong hoàn cảnh đó, dùng ngôn ngữ của nó để dạy nó đây nè. Đức Phật Thích Ca là như thế đó, Đức Phật Thích Ca Ấn Độ là như vậy đó. Cho nên những đức mỏng tội nặng, ông cụ thầy là đức mỏng tội nặng, đức mỏng mà muốn làm lớn phải không, chết. Cho nên không thấy được mình, không biết được mình. Đấy. Cho nên tự mình chuốc họa vào thân thôi, tự mình tạo nghiệp lên cho mình khổ hơn. Bây giờ cái chuyện đầu tiên làm sao? Tới cái thân bệnh hoạn như thế, phải không? Thì chính cái thân bệnh hoạn này đó, thì bây giờ Hòa Thượng mới dạy gọi là chuyển khổ duyên thành lạc cụ này. Tức là chuyển cái bệnh hoạn của mình đây thành một cái phương pháp tu hành này. Các vị thấy không? Tới chỗ mà cùng đường rồi, không có lối thoát rồi, nhưng mà chỗ này mở cho mình con đường. Đấy. Gặp các bậc chân tu họ mở cho mình con đường. Bây giờ anh càng lo nữa anh chết liền, phải không? Lo có được gì không? Thành ra chỉ chết thôi. Bệnh hoạn rồi, nợ nần, cứ nghĩ nhiều đó chết thì phải không? Rồi vợ con mình, phải không? Rồi nhà cửa mình hay sao? Cho nên lúc bây giờ là thôi, học cái câu đơn giản, con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo đây, phải không? Bỏ nó xuống đi con. Phải không? Cái thân này bệnh hoạn bỏ nó luôn đi, phải không? Ta nên bỏ cái thân bệnh hoạn này đi. Ta nên bỏ cái thân bệnh hoạn này đó, để mà mình chứng được cái pháp thân khỏe mạnh này. Cho nên chỗ này là cái pháp tu mà đặc biệt nhất của người biết đạo. Thầy Đức Phật có dạy mình cái gì? Nhớ cho một điều, hành Bồ Tát Đạo đó là thân bệnh hoạn, nhưng mà đừng để cho tâm bệnh hoạn. Nguy hiểm nhất là tâm bệnh hoạn. Ta nên có những người đó thân không bệnh nhưng mà tâm bệnh. Thế nên thầy thấy có những người bạn đồng tu với thầy đó, lúc nào cũng vậy, cứ nghĩ đi kiếm cái gì ăn cho bổ, đi kiếm cái thuốc nào để uống cho bổ, phải không? Nhưng mà bổ không, chết tới nơi, phải không? Cái này đó, thân không bệnh nhưng mà tâm bệnh, tại vì tâm bệnh cho nên làm cho thân bệnh. Thế nên kiếm thuốc bổ, kiếm đồ bổ ăn, ăn một lúc rồi đó thừa đạm, cho nên á, bị sưng hai cái đầu gối lên, đi không được, ngồi chỗ thôi. Mập như vậy đó nhưng mà rồi lại ngồi chỗ, không?
Thành ra mấy thầy đó nó ở thầy vậy mà được sướng hơn, nó có phước hơn, ốm nhưng không bệnh. Thành ra thầy nó nhờ Phật á. Nhờ Phật á. Gần như suốt đời thầy tu đó, thầy không có mập ra, phải không? Nhưng mà nhờ không mập cho nên bệnh, không bệnh này. Tại vì cái này là sao? Tức là thân có bệnh nhưng mà tâm không có bệnh. Tại nhờ tâm không có bệnh mà nó chữa được thân bệnh. Nên đây có một số Phật tử mà đi theo thầy lâu đó biết cái chuyện này. Cho nên có những cái hồi đó mà thiệt là thân bệnh rồi. Tức là thầy bị cảm. Cho nên bị cảm, bị trúng gió. Nhưng mà bây giờ tới giờ giảng kinh, thầy nghĩ là tới giờ giảng kinh là cứ lên giảng thôi. Đây là việc của mình phải làm. Tới thời khóa tụng thì cứ tụng thôi. Tại vì nghĩ tới tụng kinh, nghĩ tới giảng kinh mà quên bệnh đi. Thì cái chỗ này đó là thân bệnh mà tâm không bệnh đây. Thành cái Bồ Tát Đạo là cái chỗ này chính. Còn cái người kia là sao? Thân chưa bệnh nhưng mà tâm bệnh trước rồi, phải không? Cho nên thành ra Hòa Thượng Tịnh Không nói với thầy cái này, thầy thấy đúng. Hòa Thượng thử dạy cái người tử tội. Người tử tội tức là án tử hình rồi đó. Chỉ cần đem ra treo cổ thôi. Thành ra Hòa Thượng vô trong khám mới dạy cái ông này, nó thôi. À, bây giờ thế nào ông cũng chết rồi. Nhưng mà nhớ cái thân này chết để trả cái quả cho xong, không? Còn cái tâm đừng cho chết con. Hỏi cái tâm làm sao không chết. Cho nên cái tâm chỉ nghĩ tới Phật thôi. Thành ra trong lúc cái tâm mình nghĩ tới Phật thôi, cho nên không cho cái tâm chết. Cái thân cho chết mà cái tâm không chết. Đấy. Cho nên khi cái ông này nó mà nó bắt lên, nó đút đầu vô thòng lọng rồi nó treo cổ lên đó, không giống như những người khác. Những người khác mà bị treo cổ một cái là thè lưỡi ra, trợn mắt lên, phải không? Giải dụa rồi chết đi. Ông này rất là thanh thản, tự nhiên, mặt hồng hào mà chứ không có cái triệu chứng nào hết. Cho nên cái này nữa, gọi là tâm không bệnh mà thân bệnh. Tức là biết rồi, mình tạo tội ác rồi, bây giờ cái này phải trả thôi. Cho nên dứt khoát trả, trả cái thân này, ráng giữ cái tâm. Cho nên tất cả các Phật tử ta nữa, tu hành nữa, là nhớ chết cái thân mà đừng để chết cái tâm. Tại chết cái thân mà cái tâm chúng ta còn đó, thì cái tâm chúng ta về Phật được, hay cái tâm ta tái sanh vô cõi lành được. Còn cái trường hợp đó, đó, cái thân chưa chết mà cái tâm chết rồi đó, thì thế nào rồi cái thân cũng chết, nhưng mà chết rồi cái tâm đi vào địa ngục. Thế nên cái tâm chết là sao? Đây chúng ta thấy. Tức là những người đó buồn quá, khổ quá, tuyệt vọng rồi đó, tự tử chết, phải không? Thế nên những người này tự tử chết rồi đó, thành quỷ chứ sao? Thế nên có một cái người đó, mà tự tử chết à, thì những người mà tự tử chết ở đây một số các Phật tử mình biết đó, phải không? Chỗ đó có một cái người đó nhảy lầu tự tử chết đi, thì thường thường đó, tối ta đi ngang chỗ này ta thấy ứng được sống, ta thấy như là có người trên nhảy xuống, phải không? Đây là cái quan hồn đó, đó. Đi vào địa ngục là chỗ này đó. Người chết đâu đi đầu thai được đâu. Tại cái tâm hồn họ đau khổ, cho nên họ nhảy lầu tự tử. Cho nên cái này vẫn ở trong lòng họ mãi cái này. Cái thân thì chết rồi, nhưng mà cái tâm vẫn cứ tự tử, cứ diễn lại cái trò này. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chúng ta cứ thấy, thấy cái hiện tượng này. Cho nên cái tâm nó đau khổ, nó bực tức, nó buồn phiền, nó oán hận, cái này không đi đầu thai được. Ta nên bao giờ gặp một cái vị tu hành đó, đắc đạo đó, mà giải được cái quan nghiệp này để họ đi được. Tức là giải được cái ẩn khuất trong lòng họ đó thì họ mới đi được chứ. Đây là trên bước đường tu hành của ta nữa. Ta nên thầy hồi nhỏ có gặp một cái vị thiền sư mà nói với thầy một câu này thầy nhớ đi. Nên là có một cái ông cư sĩ đó, ông tu hành kỹ lắm, trường trai,
Trường trai tức là ăn chay cũng không có ăn mặn, biết không? Tới cái hồi mà ổng bệnh á, ổng gần chết rồi, thì bây giờ ông thầy thuốc á, ông nói là tại vì ông ăn chay lâu ngày qua, ông yếu sức, thôi bây giờ đó giết con gà để nấu súp đổ cho ông á, có thể là cứu được tỉnh dậy. Thành ra bây giờ đó người ta mới nghe lời ông thầy thuốc này đó, mới nấu súp gà đó đem đổ cho ông, đổ cho mấy muỗng ông đó, cái ông chết luôn. Ông chết rồi. Ông chết rồi đó, mà bây giờ đó cái người nhà này đó cứ hai tối đó, nằm ngủ đó, thì thấy ông về, ông kêu ông, đứa nào đổ cháo gà cho tao bay, sợ mất khiếp vía. Ông tức quá ông không đi đầu thai được, nhưng mà nhờ cũng có một chút căn lành, cho nên ngay bữa nọ gặp một cái vị thiền tăng đắc đạo đó, ông đi tới chỗ này, ông nhìn ông thấy có một cái quan hùng ở đây, có quan hùng ở đây nè, cho nên á ông mới ngồi xuống đó ông tu. Ông ngồi đó ông tu nữa, thì tối cái ông này cũng hiện ra kêu, nói y câu đó, nó cứ lặp đi lặp lại ngoài. Thì nhân cái chỗ này đó mà thuyết pháp cho cái ông này nghe đó, ông này mới tỉnh lại. Anh ơi, ông thiền sư này chỉ nói cái gì? Nó đổ cháo gà cho ông, nhưng mà ông đừng ăn cháo gà thôi chứ. Tức là cái tâm ông đừng ăn mấy ông, còn nó đổ chứ. Nó đổ vô miệng ông chứ, ông cái tâm ông đừng ăn, ông đừng nghĩ ông ăn cái này, ông ăn cái này ông đọa đó. Đây, trên bước đường tu của mình cái quan trọng nhất này. Nhớ là cái thân chết mà tâm không chết, cái thân bệnh mà tâm không bệnh. Cho nên cái này nhân quả mình phải trả thôi chứ. Còn trên cuộc đời này nó là như thế đó, còn cái tâm hồn của mình hoàn toàn thanh tịnh. Đấy. Cho nên trở lại câu chuyện hồi nãy đó, ông cụ thầy mới. Cho nên hòa thượng khuyên bỏ như vậy đó, thì cái trường hợp ông cụ thầy nghe lời được. Còn có một ông cư sĩ khác á, làm việc cực khổ, rồi á bà vợ của ông đó là mê đánh đề, cho nên mới đem giấy tờ nhà gì cầm cho ta hết, giao sao đen hết rồi. Tới chừng nó lấy nhà đuổi ra, ông tới với thầy ông khóc. Ông khóc ấy, ông nói bà xã ông vậy đó. Thầy nói thôi bỏ đi con, ông đâu được thầy bỏ cái con chết đó. Thôi chết thì về gánh. Nói như vậy dễ, nhưng mà bỏ không phải dễ đâu. Còn ông cụ thầy đó, hòa thượng khuyên cái thôi bỏ vợ bỏ con bỏ nhà, cái này gọi là xuất gia đó, tức là tâm xuất gia đó, biết không? Đừng nghĩ tới nó nữa, thầy nghĩ con cũng không làm gì được đâu, nợ nần nghiệp chướng này cũng bỏ luôn đi, đừng nghĩ tới nó nữa. Tại vì không làm được mà nghĩ tới nó làm cho mình khổ thêm, phải không? Tại là khổ thêm tâm, mà khổ thêm tâm thì thân sẽ khổ thêm nữa. Cho nên tất cả những cái này bỏ hết đi. Đấy. Thôi bây giờ đó không làm gì được á, thì cứ lên chùa. Tại là cứ lên chùa, đầu tiên đó là niệm Phật, rồi lại Phật, rồi á hòa thượng cho cơm ăn thôi. Anh không làm gì hết, nhưng mà anh lên anh cứ anh ngồi trên chùa đi, hãy khỏe thì anh lại, không khỏe thì anh ngồi anh cứ niệm Phật, chỉ nhớ Phật thôi, đừng có nhớ gì khác hết. Nhớ, đừng nhớ vợ, nhớ con, nhớ nhà, nhớ nợ, phải không? Thế nên 3 tháng sau thì ông cụ thầy từ từ phục hồi sức khỏe lại. Cho nên cái pháp tu này Đức Phật dạy mình rất là thực, tại từ cái khổ tâm này mà sanh ra bệnh. Cho nên cái tâm hết khổ nó chữa được phân nửa bệnh rồi, rồi từ từ phục hồi. Thế nên từ từ phục hồi được khỏe mạnh thêm chút. Thế nên khỏe mạnh thêm chút thì bây giờ hòa thượng mới sai nó, thôi bây giờ con cố tạo thêm một chút công đức đi. Hỏi làm sao? Bây giờ dọn quét chùa, dọn quét chùa lao bằng Phật để tạo công đức.
Tại vì cái khổ nhất của mình đây đó, bần cùng không phước huệ. Cái khổ mình là gì? Tại vì mình quá nghèo, nhưng mà nghèo này đó là nghèo phước, nghèo huệ. Tại chính cái nghèo phước, nghèo huệ này, nghèo phước này đó, cho nên dù mình kiếm ra bao nhiêu tiền này nữa, nó cũng mất hết. Thành Đức Phật dạy mình, cái người không có phước đó, thì kiếm ra bao nhiêu tiền, tiền nó cũng tìm cách nó trốn mình nó đi. Thế nên Đức Phật nói là bị thiên tai, tức là bị nước trôi, bị lửa cháy, bị giặc cướp, bị nhà nước tịch thu, mà tới cuối cùng đó, thì ráng sức mà làm đi, rồi coi chừng sanh ra mấy đứa con hư nó phá hết. Gọi là của năm nhà này, Đức Phật dạy. Cho nên vì mình không có phước, cho nên mình không thể làm giàu được, mà khởi lên cái niệm tham vọng muốn làm giàu nữa, thì cái này tự chuốc họa vào thân thôi. Các vị thấy chưa? Đây là trên bước đường tu đó. Ta nên bây giờ bỏ hết cái này đó, từ từ nó phục hồi lại, tinh thần nó ổn định, rồi sức khỏe nó phục hồi lại. Phục hồi lại bây giờ nếu Hòa Thượng mới dạy, thôi bây giờ con ráng công quả đi, có một chút xíu sức khỏe đó, có thể làm được một số các cái việc để kiếm một chút xíu công đức, nhờ hộ pháp Long Thiên Tổ ủng hộ cho, nhờ Phật thương rồi á, phò hộ cho. Cho nên lúc bây giờ đó, ông già thầy mới bắt đầu biết lao chùa, biết khỏe rồi, ăn cơm xong rồi biết lao chùa, biết dọn quét, biết làm, mà làm với tất cả cái tấm lòng mình để tạo phước. Cho nên làm cái này để tạo phước. Cho nên cái khi mà thầy đi tu đó, thầy cũng ảnh hưởng ông cụ thầy. Cho nên nhờ vô chùa rồi mà mình tạo phước đó, thì lúc bây giờ phước mình mới sanh ra. Mà phước mới sanh ra rồi đó, thì tất cả những cái điều tốt lành may mắn nó tự tới với mình thôi, không có gì mà tự nhiên có đâu. Thì nhờ ông làm như vậy một khoảng thời gian rồi đó, tự nhiên ông khỏe mạnh lại. Ông khỏe mạnh lại rồi ông trắng trẻo ra, ông đẹp ra, biết không? Bà cụ thầy lên chùa mới thấy vậy đó, thấy ông cụ thầy bây giờ coi được quá rồi, biết không? Thôi xin Hòa Thượng cho con rước nhà con về. Ông cụ thầy nói thôi, giờ thôi xin Hòa Thượng ở đây tu luôn, không muốn về nữa, sợ quá. Thế nên tu được rồi sợ. Thành Hòa Thượng mới dạy nó thôi, trốn nợ không được đâu con, đi về trả nợ. Lần này mình có căn lành được Phật phò hộ rồi, thì hạ quyết tâm làm để trả nợ. Làm để trả nợ, nhưng mà trả nợ hết rồi đó, thì nhớ trước 40 tuổi phải đi tu. Bị một lần nữa là không cứu được đâu. Cho nên về nhà ông cụ thầy nữa, mới thờ Phật lo tụng kinh tu hành. Thì một thời gian sau đó, tự nhiên nợ nần rồi đó, nó gặp những cái may mắn làm tiền nó vô được, trả thanh toán hết nợ rồi. Thành ra bà cụ thầy nói thôi bây giờ mình đó, ráng làm nữa. Thêm nữa. Ông cụ thầy nói thôi đừng ráng nữa. Không có ráng nữa đâu. Thế nên không ráng nữa. Mà không ráng nữa đó thì sao? Cuộc sống vẫn bình yên. Vẫn bình yên ở trong gia đình. Rồi tới cái năm mà 39 tuổi đó, ông cụ thầy nói hồi đó Hòa Thượng dạy là phải đi tu trước 40 tuổi. Nếu mà hãy sau 40 tuổi đó, thì sẽ gặp một cái tai họa khác lớn hơn mà không thoát được đâu. Tại lúc đó là Hòa Thượng chết rồi, phải không? Tịch rồi, không cứu nữa đâu. Cho nên tới cái năm 40 tuổi, 39 tuổi đó, ông cụ thầy nói thôi, bây giờ để cho ông cụ thầy đi tu. Thì bà cụ thầy nói lúc đó bà cụ thầy mới có 30 tuổi thôi, còn trẻ quá, thầy muốn đi tu. Ở nhà thêm ít năm nữa rồi đi tu. Ông cụ thầy mới biểu là bây giờ đó Hòa Thượng dạy như vậy đó, Hòa Thượng cứu rồi, bây giờ dạy cho như vậy đó, tới 40 tuổi không đi tu, 40 tuổi đó thì mắc nạn nữa là không ai cứu nữa. Thì bà cụ thầy nói thôi, nếu ông nói vậy thì thôi ông lên chùa ở đi. Thành ra mắc lên chùa ở đó, tu để giải cái nghiệp của mình thì mình không có mắc nạn, thì sau này nó vợ con còn có thể lên chùa thăm được, không?
Chứ mắc nạn rồi chết rồi thì sao? Đây là trên cái bước đường tu đó. Nên tất cả các Phật tử chúng ta đã nhận ra được. Cho nên cái pháp mà tứ niệm xứ này đầu tiên Đức Phật biểu mình bỏ xuống hết đi. Đương nhiên là cái lời Đức Phật dạy nó khác hơn cái mà ông Hòa Thượng dạy em cụ thể. Tức là Phật dạy sao? Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã thì cũng có nghĩa là buông hết. Pháp vô ngã tất cả mọi cái rồi cũng hoàn không, mình ôm nó chi cho mình khổ. Còn bây giờ đó người ta hứa với mình như vậy mà người ta không làm theo, mình tức. Đức Phật nói là tâm vô thường. Tại giờ này thì nó nói như vậy, nhưng mà giờ sau nó thay đổi chứ. Chấp chi cái này mình khổ. Tại vì người ta không giữ lời hứa, thôi chuyện này của người ta. Đây là trên bước đường tu đấy. Cho nên buông hết đi thì cái trường hợp liền chứng được cái ly sanh, chứng được cái ly sanh hỷ lạc, tức là sống ngoài cuộc đời. Tại nên khi mà sống ngoài cuộc đời rồi đó, tức là không lệ thuộc nữa, phải không? Thì coi chừng rơi vô cái chỗ này nguy hiểm đây. Tức là chứng được cái ly sanh rồi, ở ngoài đó thì đầu tắt mặt tối làm, nhưng mà nghèo đói khổ cực. Nhưng mà bây giờ vô chùa ở đó thì có cơm sẵn ăn, có chỗ để ở, phải không? Khỏi tốn kém gì hết đó. Thôi sống về sướng rồi, phải không? Sướng rồi đó, coi chừng sanh ra cái tâm lười biếng. Tại nên cái người sướng rồi đó, sung sướng rồi đó, là dễ sanh ra cái tâm lười biếng đó. Tại nên không muốn làm mà chỉ muốn hưởng thụ thôi. Đấy, muốn hưởng thụ thôi. Cho nên thấy Đức Phật che chở mình, Đức Phật nuôi dưỡng mình sướng quá, không muốn làm nữa, làm cực lắm. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là thu quá thành trở lại đi, này kinh Pháp Hoa. Tại hồi nãy Đức Phật quá thành ra cho mình ở. Cái này là phước của Đức Phật. Tại nên phước của Đức Phật tạo ra. Nhưng mà bây giờ Đức Phật thu cái phước lại, cái này còn nữa không? Cho nên các ông phải tự tạo lên cho mình. Tức là tự tạo lên cái phước cho mình thì cái này mới lâu dài. Còn cái phước của Phật, của Bồ Tát cho thì cái này tạm thời thôi. Phải không? Bây giờ quý vị khổ quá ra lại Bồ Tát Quan Âm nhờ Ngài cứu con, phải không? Đó. Thì Ngài cứu xong rồi đó, Ngài dặn là con phải tự lo lên nha. Mai mốt tao không có cứu nữa đâu. Đấy. Giống như ông Hòa Thượng mà dạy ông cụ thầy vậy đó. Phải ráng đi, phải ráng tu đi chứ. Đâu cứu hoài được đâu. Cho nên mình tự tu là mình tự cứu mình. Còn Phật cứu mình là cứu tạm thôi. Thầy cứu tạm qua cái đó thôi. Rồi đó mình phải tự lo lên. Nếu mình không tự lo lên thì sau này mình đọa nó thì hết mong cứu. Thì bây giờ đó, sau đây tất cả các Phật tử chúng ta đó là nghỉ một chút xíu rồi đó, cùng một thời sám hối, phải không? Thời sám hối rồi hãy về. Thôi đứng dậy hồi hướng. Đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều